Hello mọi người, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi tộc khác trong Blockfoot nha. Thì như các bạn đã thấy là mình đang là tộc thỏ rồi đúng không? Trên đầu mình có hai cái tay thỏ nè. Thì mình sẽ đi đổi cái tộc khác nha các bạn, mình sẽ random tộc khác. Thì yêu cầu để random thì các bạn phải có 3.000 điểm ép nha. Rồi xong thì các bạn nói chuyện với ông top này là ok thôi, cũng rất là đơn giản, không có gì khó hết. Nó rồi ok đó. Để coi mình đổi được tộc gì đây. Hình như là tộc thiên thần các bạn. Trời ơi, đậu xanh. Có hai cánh thiên thần nhỏ xíu trên cái lưng người các bạn. Thì nói chung là đổi tộc rất là đơn giản, nhưng mà cài điểm ép thì nó mới hơi lâu một chút xíu. Thì bạn nào chưa biết cài điểm ép thì mình sẽ để video cài điểm ép ở cuối video này nha các bạn. Các bạn xem hết video các bạn sẽ thấy cái video cài điểm ép cho các bạn xem thôi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái áo tròn này ra đây cho nhìn cái cánh thiên thần của mình nó rõ hơn xíu nha. Mình muốn có cái tộc người cá như cái ông Phật Tổ trước mặt đó các bạn, nhưng mà không có random ra các bạn ơi, kiểu như hên xui thôi. Đây là cái cánh thiên thần đó. Có cái cánh thiên thần này hình như là mình được nhảy cao hơn tí xíu á. Và chắc có lẽ là clip sau á mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để mà thức tỉnh tộc lên V2 nha. Còn bây giờ thì mình sẽ random mấy bạn ơi, mình sẽ làm clip về mình random thử coi hôm nay nhân phẩm của mình như thế nào nha mấy bạn. Trước khi mà random thì mình sẽ lại đây giờ mình xem coi hôm nay cửa hàng nó bán cái trái gì nha. Có trái gì xịn xịn không? Nói chung là câu cho các bạn câu chơi vậy thôi, chứ mình có triệu mấy à mình cũng chả mua được trái gì đâu. Mua được trái Phật Tổ thôi. Nhưng mà trái Phật Tổ thì mình có rồi, cho nên là mình chỉ câu cho vui thôi nha. Rồi ok, thì không có trái gì xịn hết. Mình sẽ ra mình xem cái nhân phẩm của mình hôm nay như thế nào nha mấy fan. Đây, bấm vô này đây. Thì bây giờ mình tốt 177.000 lần. Quá là nhiều nha. Nhưng mà thôi kệ, chơi luôn. Mấy bạn xem mình sẽ ra trái gì nè. Mình sẽ ra trái leo bát cho mấy bạn xem nha. Chuẩn bị nè, trái cát. Ôi ôi, hôm nay nhân phẩm mình nó tệ gì đâu quá mấy bạn ơi. Mình lưu trữ ai đồ lưu trữ không được luôn mấy bạn ơi. Thì mình có cái chỗ này dục trái quỷ mắc cười lắm nè. Mình dục vô đây là mình không thể nào mình lấy được nữa bạn. Kiểu người ta thấy người ta cũng không lấy được đây nè. Đó. Đứng đây và mình dục vô trong đó. Thả vô đó là nó. Thả vô đó là mình không thể nào mình lấy được đâu nha. Mình không thể đi tới đó được. Đây nè nó. Đi đây nó dướng lại à. Mình nhìn thấy được nhưng mà mình không thể nào mình lấy được. Để bữa nào tôi random trái leo bát xong rồi tôi dục vô đó thử nha. Rồi đi ngang mà thấy trái leo bát trong đó mà lấy không được chắc đậu xanh chắc tức ít lắm à. Để bây giờ mình ra đây là mình tóc biến vô cho các bạn coi luôn nè. Nó không biết tóc biến vẫn không vô được. Bạn thấy chưa? Rồi ok, thì clip mình ở đây là hết rồi. Mình xin chào các bạn nha và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye.